Thần đồng tiên tri Ấn Độ, COVID-19 tái bùng phát, Trung Quốc nhận báo ứng siêu to khổng lồ. Theo thần đồng tiên tri Ấn Độ Ahikya Anand, mới chỉ 15 tuổi nhưng trong vòng vài năm trở lại đây đã khiến truyền thông toàn thế giới phải chú ý khi đoán đâu chúng đó về đại dịch COVID-19 cùng nhiều vấn đề thế giới khác. Và mới đây trên kênh YouTube của mình, Anand lại gây chấn động khi đăng tải video tiên tri về 7 khó khăn, thách thức lớn mà thế giới sẽ phải trải qua trong tương lai gần. Theo đó, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, cả thế giới sẽ phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, khủng hoảng kinh tế và năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, nạn đói sẽ hoành hành và vấn đề nan giải nhất đang khiến cả thế giới chao đảo là đại dịch COVID-19 thì vẫn tiếp tục. Theo thần đồng tiên tri này thì năm 2022, COVID sẽ có một đợt bùng phát lớn hơn rất nhiều và bất chấp cho việc tiêm chủng vaccine, và Trung Quốc sẽ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì những gì mà họ đã gây ra cho toàn thế giới. Đại dịch một lần nữa sẽ lại càn quét quốc gia, sinh ra nó và khiến cho nền kinh tế đình trệ. Những dự báo dựa trên chiêm tinh học về thế giới trong khoảng 6 tháng trời của thần đồng tiên tri Ấn Độ có tính xác thực hay không thì còn phụ thuộc vào thời gian. Nhưng nếu đây là sự thật thì phải chăng người bạn hàng xóm của chúng ta đang chịu báo ứng?